Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bego Thành và Poppy Playtime phần 3 vừa mới ra mắt và tụi mình cũng vừa chơi xong ở trên kênh Bego Thành TV. Nếu bạn nào chưa xem thì có thể qua kênh đấy để xem. Và trong video ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ chơi một tựa game Roblox liên quan tới con mèo cát nam này. Đó là game gì ạ? Đó là game cuộc đùa của những người cưỡi con cát nam. Ôi giời ơi, bây giờ mà anh được cưỡi con này phát anh phải chạy lên thắng ốc chắc chắn luôn. Chắc chắn ốc sẽ là người thắng. Và nếu các bạn muốn biết ai thắng thì các bạn nhấn nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo. Còn bây giờ vào cuộc đua luôn. Đúng rồi, không nói nhiều, anh thắng. Ra kia đây. Ok. Ôi uầy uầy, ốc tránh ra để cho anh thể hiện đấy, trên cây cổ điện. À không phải trên cây cổ điện mà trên bé mèo cát nắp, trông cực kỳ cute hột me luôn. Cho hai chúng nó thơm nhau đi. Hả? À, hai nó thơm nhau, mồm nó re này, nó chỉ có đập đầu nhau nó ăn thịt nhau rồi chứ nó thơm nhau kiểu gì, đúng không các bạn? Ê, chúng ta thử đua luôn xem ai là người đua được nhiều hơn nhá. Ok nào, đứng đây nào, 1 2 3 bắt đầu nào. 1 2 bắt đầu luôn. 1 2 3 ông chạy chưa rồi các bạn, ông chạy nhanh mục tiêu tí kia thì ai mà đỡ được. Theo như em biết thì phần này chúng ta sẽ cố gắng làm sao đạt được tốc độ nhanh nhất có thể và sẽ đua xem ai là người đua được đường xa hơn. Và bây giờ thì ốc đang bỏ xa Bê Quý Thành. Ui, Bê Quý Thành vẫn đang màu tím à? Ốc sang màu xanh nước biển rồi. Ôi, Bê Quý Thành chạy giật lùi các bạn ạ. À. Ôi giời ơi. Đấy, đẳng cấp nó phải thế. Ốc chạy trước rồi tính làm gì các bạn? Với cả anh mới vào hình như là ốc luyện tập một lúc rồi đấy. Xanh anh... lam. À đâu, xanh nước biển rồi. Ôi, hình như ốc là ốc vào luyện tập trước rồi. Ốc ma giáo các bạn ạ. À. Không ổn rồi các bạn ạ. À. Chạy như thế này chỉ có thua thôi. Làm sao mà thắng được? Mèo của anh mới vào còn chưa tỉnh táo, vẫn còn đang ngáo lắm. Nhìn này, chạy lắc mông đây này. Ôi giời ơi. Anh được các bạn biết anh về vị trí nào chưa? Anh gần bét toàn đoàn. Ôi thằng kia nó chạy vù vù cái ốc kìa. Ồ, sao có một đứa nó chạy nhanh thế nhở? Ôi giời ơi. Ốc cũng chỉ hít khói của nó thôi. Đúng rồi, mình cũng chỉ hít khói thôi các bạn ơi. Ôi, tên. Ôi ôi, chạy mệt quá mèo ơi. Cõng tao chạy đi mèo ơi. Chạy như nhanh như ngựa đi. Ôi, em cũng chỉ vượt qua được hơn 100 cửa thôi. Ôi giời ơi. Chạy như rùa bò thế này thì làm sao mà về tới đích được. À, okay. Hết rồi, chạy thục mạng mà vẫn còn hít khói chúng nó, tức nhức kết cả đầu. Ôi chán thế, ở đây không biết hôm nay có được nhận cái quà gì không. Đâu xem, à có quà, hẳn hai quà, nhận luôn. Cứ có quà là mình sẽ nhận, ui 3 phút mình sẽ nhận được ở Boku. Đấy, nghe như kiểu Goku. Ồ, con này xem nào, con này có gì. Ồ, 349 Robux. Phải click ngay các bạn ơi, để con tăng tốc độ. Click để được tăng độ, thử auto click nào. Auto click mất 400 Robux các bạn ạ. Đặt qua các bạn ơi, mình click bằng tay vậy. Trời trời ơi, bắt click thế này thì các bạn chết các bạn ạ. Như không, anh trong thời gian này anh là người có gì? Có điều kiện. Đừng có auto click làm gì, chúng ta sẽ mua thú hay hơn. Mua thú à? Thế thì anh vào skin xem nào. Skin chả có cái gì các bạn ạ, nghèo rất mùng tơi. Skin Katna có thể thay đổi khi chúng ta rebirth hoặc là chúng ta có thể mua từ trong shop các bạn. Thế à, ở trong shop đâu để anh xem. Đấy, cát nắp màu hồng sakura, cát nắp màu đen cc. Ôi cát nắp màu trắng này, không hiểu là xịn vậy ha. Bê Quý Thành cứ ở đấy mà ngắm nghía đi, em bây giờ sẽ cày thêm vương miện để tí nữa em về em mở trứng. Ơi giời, anh mở trứng luôn đi này, đeo đầu mở trứng đâu, vào shop mở trứng luôn, không phải nói nhiều. Ôi kinh thế. Đây. Wow. Đây, anh mua hẳn Luffy đi. Anh thích Luffy mà, mũ rơm đội trưởng của băng hải tặc mũ rơm này. Thế. Wow, Bê Quý Thành mua rồi. Đâu, thế là anh đã có pet cho nhỉ? Đây, anh nhận được quà đây, thêm một cái quà nữa đâu. Thú cưng của anh đâu? Đấy rồi. Các bạn ấy đằng sau em có một Luffy lấp lánh ánh hào quang màu đỏ. Đấy, bây giờ chúng ta phải bấm click. Click vẫn chưa được click các bạn ạ. Đua lòi mồm ra các bạn. Đây. Lấy vương miện về mở trứng. Cái này phải đợi 45 phút mới được free một con các bạn ạ. Thế chơi còn lâu lắm mới được mở. Đây, bây giờ chuẩn bị về thôi. Em về em sẽ mở trứng luôn cho Bê Quý Thành lác mắt luôn. Gọi là chỉ có ngưỡng mộ thôi. Anh không bao giờ ngưỡng mộ ốc luôn. Yeah, anh về tự rồi, ngưỡng mộ mình anh. Về rồi. Okay. Bây giờ mình cực kỳ nhiều vương miện. Mình sẽ mở hẳn quả trứng đỏ luôn. Nào, xem mở quả trứng đỏ được cái gì. Mở quả trứng đỏ. Quả trứng đỏ con gì? Trứng tỏ con gì? Con phèn phèn. Con vẹt. À, anh cũng có 1k vương miện, anh sẽ vào mở luôn. Hả? Sao chưa gì đã có 1k vương miện?
rồi thế. Quả trứng đỏ đỏ của anh sẽ ra con gì? Con vẹt nhưng màu xanh. Một bầy vẹt à, trời ơi. Ôi dồi ôi, gặp Phan Hâm Mộ này. Phan Hâm Mộ đang gọi anh Bê Quý Thánh ơi kìa. Ờ, anh có một Luffy và một con vẹt đấy. Ôi, mình phải tranh thủ kích. Ôi, tốc độ của Bê Quý Thánh bây giờ hơn 100.000 rồi. Ê, mình mới có 4.000 rồi. Ừ. Đua rồi, phải đua thôi. Phải đua thôi à? À, anh chạy đây, anh vượt qua ốc luôn. Ôi, 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 ôi. Bê Quý Thánh phóng tít thật sự. Ôi giời, tốc độ, còn tốc độ bàn thờ. Ôi giời ơi. Bê Quý Thánh vừa cố vượt cái con màu vàng đi. Anh, ồ, nó chạy nhanh hơn anh cần phải luyện tập thêm ốc ạ. Ờ. Anh gần đuổi được rồi, hình như là nó chạy trước mà. Không, anh cũng thắng mà. Rồi sao anh có cơ hội về được đích rồi các bạn ơi. Chạy giật lùi, chấp ốc chạy giật lùi luôn. Ui, hình như là anh lại đến màu khác đúng không? Ờ. Ua. Ủa. Ủa. Ôi, đến tận màu xám rồi, 50 km, 100 rồi. Ui. Chạy. Ôi, mình đánh sắp 10k vương miện. Người ta bảo làm sao? Không có gì ngoài là buồn phiền vì quá nhiều tiền, đúng không? Có các bạn xem quảng cáo trên video của anh là anh có rất nhiều tiền để mua bây giờ tất mình... cả những cái đồ giật xịn sò trong game cho các bạn xem. Nên là các bạn thấy quảng cáo trong video, các bạn nhớ bấm vào xem nhé. Okay. Đấy. Bây giờ mình đã có Boku rồi các bạn ạ. Bây giờ mình phải trang bị Boku vào mới được. Ốc đã có Boku rồi à? Em có Boku rồi. Thế thì ốc ngu rồi. Chắc chưa thua. Boku nhưng mà chạy vẫn không bằng Bê Quý Thánh. Ui ôi, Bê Quý Thánh chạy đi chạy lại mấy lượt rồi. Ui dồi, anh chạy một lúc mà anh có 29k vương miện, 30k rồi. Anh tí về mở trứng, gọi là mở quả trứng đắt nhất ở đấy luôn các bạn ạ. À. Hoặc là anh có thể mời một lúc nhiều quả trứng. Đúng rồi, anh có quà, anh cũng nhận được Boku. Đấy, anh có thêm Boku. Ui, Bê Quý Thánh có 3 con thú cưng liền, ai trời. Ơi, ơi, Boku, lại còn Luffy, lại còn... Đấy còn quả kêu của thế đúng không các bạn? Mình ấn đua tiến về phía trước sắp liệt luôn cái phím này thôi mà vẫn không có nhiều vương miện. Các bạn xem anh chạy đi chạy lại à? Đấy, còn 10 giây nữa là anh làm mấy. Ôi thôi là anh cứ đi vòng lại để lấy vương miện à? Đúng rồi. Ôi. Người ta bây giờ gọi là ốc nhìn đi qua mấy lần ốc vẫn. Anh có thể rebirth đấy Bê Quý Thành. Anh xem anh có thể rebirth để anh đâu. Có thêm skin. Ơ, anh rebirth được rồi kìa, anh có thể có thêm skin cắt nắp đấy. Đâu, rebirth đấy. Rebirth, ấn rebirth màu xanh đúng rồi. Okay. Yes, yes, yes. Ôi. Cánh cửa màu hồng mở ra. Có cái gì đấy? Có gì đâu. Rebirth rồi, xem skin con cát nắp có thêm màu gì? Đâu, skin cát nắp. Đấy, hình cát nắp đấy. Đâu, có gì đâu. Lừa rồi. Ôi, chưa có gì à? Đấy, thử chui qua đấy xem có màu gì. Chui vào, enter vào đúng rồi. Ôi, sang được bản đồ mới. Ôi, bên này nhiều kẹo lắm các bạn ơi. Trời ơi, biết bao giờ mình mới được rebirth. Nhưng mà cát nắp sang bên này vẫn thế mà, đâu có khác màu gì đâu. Và skin xem nào. Đây, skin vẫn chắc chắn là không có gì rồi. Ồ. Ồ, phèn quá các bạn ạ. À. Hay là anh mua con cát nắp màu hồng. Hay anh mua màu khác. Đây, từ từ. Anh sẽ xem là còn gì nữa không. Ở đây quà mình nhận hết rồi. Và anh qua bên trở lại cái bên thế giới kia không là một mình ốc hơi buồn. Đúng rồi, bây giờ ốc sang đây ốc sẽ mở quả trứng 2,5k vương miện. Xem ốc ra con gì. Quả trứng màu tím màu của con cát nắp luôn ra. Ra con mặt sông mà mặt tức ra. Ra con cá mập. Cá mập nhìn anh đi này, anh mở quả trứng 5k. Ôi. Ờ sao không mở được. Trứng 5k giá gì? Ấn E đi, ấn E này. Ờ nó bảo sao đấy ốc? Ồ, anh không có đủ tiền để mua, anh hết tiền. Ờ, hết vừa tiền rồi. Bây đấy. Giờ anh phải đua đi mới có tiền. Ờ, Bê Quý Thành cứ nghĩ mình giàu. Không có gì, đâu. Gì bớt xong là không còn đồng nào các bạn ạ. À, nghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi nước mắt. Rồi, không sao, anh lại chạy một tí. Anh sở hữu chú mèo với gọi 3 thú cưng. Ui, cực em mạnh. Em vừa mở ra quyển sổ. Có một cái Lucky Tapper. Ui dồi, học đi học à? Ui dồi, chơi game bắt đi học luôn các bạn. Quá mệt luôn. Ui, trang bị này để làm gì nhở? Ồ, trang bị này đi nhanh phết đấy. Ồ, đi nhanh thế. Em vừa mở quà có đấy, Bê Quý Thánh ơi. Em xem quà anh có quà. Chưa? Anh chắc cũng có. Đấy đấy, em mở đấy ra. Quyển sách. Ồ. Học ngu. Quyển sách. Ồ, anh được cỏ may mắn. Anh được cỏ may mắn luôn. Vào equip cỏ may mắn và xem nó được cái gì. Equip. Ui đi nhanh hơn 25%. Ôi giời. Đã đi nhanh rồi lại còn được tặng đi nhanh. Thế người ta mới gọi là Bê Quý Thành đang cưỡi cát nam sở hữu coi con mèo gọi là chạy nhanh nhất ở cái khu vực này. Không ai chạy nhanh bằng anh luôn, nói trước cho mà biết. Lớn rồi. Bốc phét ít thôi. Ôi, tặng cái gì đó các bạn. Ô mình có thể grab được cái con này nẻo nè. Grab luôn. À ui. Không chưa đủ. Anh chưa, 20. Anh phải 20 con. 20 con mới đủ grab. Đây có trứng gì đây? Trứng event.
Trứng event là trứng gì? Ui, chúng ta sẽ gọi là chơi 25 phút sẽ mở được quả trứng này, hiểu không? Ừ. Nhưng mà bây giờ mới chơi được 14 phút thôi ốc ạ. Còn một quả trứng quay nữa này. Đâu, quả trứng này là quả trứng chơi 18 phút đã được quay rồi. Đây. Chúng ta sắp được quay rồi, Bê Quý Thành ơi. Ờ, sắp được quay và sắp được ấy rồi. Em phải tranh thủ click để tăng tốc độ. Mỗi lần mình click là con cát nam nó sẽ phì hơi đỏ ra đấy các bạn ạ. Anh sẽ mở quả trứng màu xanh. Tịch tinh tịch tinh tịch. Lucky Tupper Okutea. Wow, hình như con này nó có cánh đúng không? Ờ, để anh xem nào. Đâu, thú thú cưng đâu rồi. Pet đây, xem con nào xịn nhất. Trời ơi, tận quả trứng 5k. Mình cũng muốn có quả trứng 5k. Con này còn xịn hơn cái con xanh lét kia. Rồi anh sẽ mở một quả trứng màu tím như ốc xem được cái gì nha. Quả trứng màu tím cắt nắp ra con gì? Tê đen. Lại con cá. Ra một con cá. Ốc còn được con cá mập. Bê Quý Thành chỉ được một con cá đồng đồng. Cày thế nhỉ? Sao lại cá đồng đồng? À, bây giờ mình chuẩn bị, mình đang cày cuốc để có 5.000 vương miện về để con mở quả trứng xịn như Bê Quý Thành. Anh sẽ thử mở quả trứng 150 Robux xem được cái gì nha các bạn. Đấy, đầu tư cho các bạn xem nè. Các bạn thấy quảng cáo video nhớ xem nhá. Quả trứng gì đấy? Tiền xem quảng cáo các bạn, anh mở hết là vật phẩm trong game rồi. Được khoảng con bird. Gì ạ? Bird. Một con chim. Chim ngoài hành tinh luôn đó. Chim không phải chim ở trái đất nữa. Một con chim cúc cu cu cu. Ui nhưng mà mình có đua nãy giờ cũng không được rebirth các bạn ơi. Bây giờ thành được rebirth thích ghê. Yeah, mình chạy nhanh nữa. Ô, bạn chưa, kia. Anh phải ấn đi, anh phải ấn chạy đi cho tốc độ nó nhanh lên. Đây, ấn đây này, đây, chạy đây, à, đúng rồi. Phải tiến này, phải tiến lên. Maximum tốc độ lên, tốc độ đã maximum đâu. Ôi giời, tốc độ mới đang là màu xanh. Anh phải chuyển sang tốc độ màu đỏ mới là nhanh. Ồ, thế à. Cái đứa con chim kia đi nhanh ơi là nhanh. Ôi giời, bây giờ ông nhìn anh đây, nhìn anh ở trên thanh tốc độ đây. Đâu. Yeah, đâu, sắp lên. Em không kịp nhìn anh luôn mà. Ui giời, ông hoa mắt luôn rồi các bạn. Đang thấy nhảy ở tầng dưới, lên dưới tầng 3 xong lại xuống tầng 1 ôi luôn rồi. Ôi các bạn ơi. Ôi giời, ôi Bê Quý Thành kìa các bạn kìa, tới Bê Quý Thành kìa. Đâu? Rồi, đây, tốc độ Bê Quý Thành chưa? Ui, thế là anh đi nhanh hơn con chim hay là con chim đi nhanh hơn anh? Anh đi nhanh nhất ở đây, ôi con chim thì hít khói của anh thôi. Ôi giời, kìa con chim đuổi sau anh Bê Quý Thành kìa. Ôi, đây là con chim ạ, con chim mất dấu luôn rồi. Trời ơi, Bê Quý Thành nhanh quá. Chim hít khói rồi, Bê Quý Thành chơi trò này vào phát Bê Quý Thành bỏ 500 Robux cho do các bạn xem quảng cáo trên video của anh thắng tất cả mọi người đây rồi. Đấy, mấy cái vật phẩm chỉ anh mới mua được thôi. Vì các bạn xem quảng cáo video cho anh mà đúng không? Bây giờ em phải mở trứng hay là em rebirth nhỉ? Ôi dồi, anh em chạy một phát anh có 89.000 đấy luôn rồi. Em cũng rebirth Bê Quý Thành ơi, chúng ta cùng rebirth cho vui. Rebirth xong rồi sang bên kia đi ông ơi. Rebirth xong thế giới bên này toàn là thế giới kẹo luôn nè. Rebirth luôn, trời ơi. Sang hết sạch đây. Cả vương miện rồi. Ờ, anh rebirth cũng hết sạch vương miện mà. Sang đây đua thế giới kẹo đi. Anh sẽ dẫn đầu thế giới kẹo 13 giây nữa. Anh sẽ bắt đầu lao ra chạy. Okay. Các bạn xem anh có thể dẫn đầu được cái khu thế giới kẹo này. Bên này có rất nhiều bạn. Bế Quý Thành đã sẵn sàng rồi. Mình vẫn đang miệt mài click các bạn. Nào đua đây, đua đây. Ôi, làm sao mà nhạc. À, nhạc khí độc. À, rồi các bạn ơi. Bế Quý Thành đang dần dần tăng tốc. Đấy, tăng tốc cực mạnh các bạn ạ. Tăng tốc, à, đang tăng mình tốc rất nhanh. Mình cũng đang tăng tốc đây. Đấy. Nhưng mà có vẻ hơi khoai rồi. Bế Quý Thành đang tăng tốc cực mượt. Đang chạy trên đường mà không thấy một bóng ai. Ngang tầm, hiểu không? Mượn sang thế giới mới rồi. Nhưng vẫn chưa tìm thấy đối thủ ở đâu. Cắt nát của anh gọi là chạy vài vòng rồi mà vẫn chưa thể. Ui. Các bạn nhìn tốc độ của anh kìa, đi qua ốc còn không nhìn thấy Bê Quý Thành ở đâu. Ôi, lại chạy một vòng nữa mà mọi người vẫn chưa về được đích. Vậy tốc độ anh nhanh quá các bạn ơi. Bị điên à? Ôi này, chúng ta mở được trứng furry. Bây giờ mình sẽ mở quả trứng furry này và làm ơn hãy cho mình con màu đỏ. Con này sẽ giúp mình chiến thắng Bê Quý Thành. Mở ra là cái gì? Không sử dụng thuốc may mắn vậy. Không làm gì có thuốc may mắn. Con Sida dởm lòi, nhìn anh như này. Con dởm lòi nhất trong các con dởm lòi. Đây, con dởm lòi này em mở được con không còn không cưỡi được cả đĩa bay đúng không? Xem anh mở một lần đây. Em còn chẳng cưỡi được đĩa bay. Đĩa bay. Eo cũng thế cả thôi, tào lao vừa thôi. Đừng bao giờ coi thường người khác. Tào lao thật đấy các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, gọi là không có đối thủ. Ngồi trên ngọn đu đủ nhìn xuống dưới không tìm thấy đối thủ. Rồi ok, xịn xò luôn. Này nhìn đây này. Ôi dồi ôi, trứng ở đây đắt thế.
chứ người đây phải đắt chứ, ở bên thế giới mới nó phải đắt hơn mấy cái thế giới cũ phèn phèn chứ. Ủa lúc làm sao mà nhả khói được ấy, lúc gần ra được nhả khói không ạ? Khi nào có click thì mới được nhả khói nha. Ờ, nhả khói à, chuẩn bị nhả khói rồi các bạn đi ngủ nhá. Các bạn nào mà không like video anh nhả khói vào mặt để cho các bạn ngủ. Nhả khói à. Nhà khói nha. Nhà khói cũng giúp tăng tốc độ đấy các bạn à. Đấy, nhà khói tăng tốc độ nha. Đấy các bạn nha. Xem video không like video nhà khói rồi các bạn ngủ ngủ ngất ngây con gà tây luôn này. Nhiều tốc độ lên, nhiều tốc độ lên. Ốc ấn ốc. Anh cảm thấy ốc ấn như điên các bạn. Ốc ấn cách 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 mà. Anh mua một quả trứng trị giá 500k xem như nào. Ui, quả trứng màu hồng luôn. Ok. Ra một con này cũng xinh á, con này là màu vanilla. Ừ, sau đó anh vào kiểm tra pet, anh bật chế độ những con tốt nhất lên. Ui dồi ôi, con Boku này còn cùi nữa đâu ạ. À, cho em một con đi. Đấy, ui dồi các bạn ơi. Rồi bây giờ đua đi, đua nào, đua. Đua đi. Ui, bây giờ tốc độ của anh. Ừ, người ta cho mình cái con cách cách gì ở phần crab này. Crab vào không được à, con cách này con mình cách, chỉ có mỗi một con thôi. Con cách ngốc nghếch làm sao đấu được với cả con Luffy mũ rơm của Bê Cú Thành. À, anh lại kiếm nhiều vương miện, anh lại mở trứng xị này đúng không? Ờ, anh kiếm vương miện để anh mở trứng 500k đây nè. Sắp được mở tiếp một quả trứng lửa rồi. Mình nghĩ là mình không cần con xị nhất nữa, mình cần con gần xị nhất thôi cũng được. Đừng cho mình con dở nhất là được. Con dở nhất chắc luôn. Chắc luôn cái đầu anh ạ. Dạ, con dở chưa? Ra con dởm nãy dởm nhất đây. Quá đen, ốc gọi là cụ của đen luôn các bạn ạ. Thế nhưng nay mà mình thì cũng cố gắng, mình đi nhanh lắm rồi. Mình nhìn Bê Quý Thành chạy đây này. Mèo 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 mèo. Mèo 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 mèo. Đấy, Trần Đức bò nhập luôn. Mình vừa mới đọc một tin nhắn fan hâm mộ nói là fan mình 4 năm. Trời ơi, hay quá luôn. Fan Bê Quý Thành 4 năm chạy hít khói Bê Quý Thành. Nãy giờ không thấy Bê Quý Thành ở đâu luôn chạy. Người ta phải chiến thắng trong lòng người hâm mộ. Người ta không cần phải chiến thắng vớ vẩn. Chiến thắng trong lòng người hâm mộ mà chiến thắng cả trong game luôn các bạn ạ. Người ta gọi là vô đối. Chả ai bảo chiến thắng cho người hâm mộ. Có fan bà bao giờ đâu, toàn fan chị ốc không. Thế thì các bạn fan anh Bê Quý Thành bình luận dưới là em fan anh Bê Quý Thành và anh Bê Quý Thành chắc chắn là người chiến thắng trong lòng các bạn đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ về mình mở trứng, mình đã có thêm vương miện. Còn mà anh không thắng, các bạn xem quảng cáo trong video là, cho anh là phát là hôm sau anh mua vật phẩm xịn anh cũng chiến thắng đúng không? Hợp lý quả bí luôn. Mình sẽ mở 200.000 vương miện cho, hãy cho tôi một con thú cưng xịn đi. Ôi cho tôi con lợn này. À, con đồ con lợn ăn lắm đấy, game nó còn bảo như thế mà. Anh mở phát một con quả lợn. Trứng màu hồng tiếp theo trị giá 500k. con này mở thêm quả nữa đi các bạn ạ. Con ui đấy, anh nhiều tiền đấy. Anh buồn phiền vì quá nhiều tiền các bạn. Ui, anh mở ra được con rồng nữa các bạn ạ. Bây giờ anh thử một con quái vật à. Đấy. Ồ. Không, nó hai con kia cũng không xịn lắm các bạn. À? Vẫn phiền phiền. Rồi bây giờ ông ơi, mình đua trận cuối đi. Đâu rồi? Đã đừng đứng đây nào. Đua để cho các bạn thấy. Ôi chết rồi, đừng anh đợi em đâu rồi? Em đã đi đâu mà đâu rồi, Bê Quý Thành ăn gian thế nhỉ. Rồi, chấp bốc đi trước nha, anh vẫn đang đi từ từ nha, anh không bấm gì nha, đây. Đấy, anh chạy thường này, đấy à, chấp bốc chạy được nửa đường rồi, ok, bây giờ là tăng tốc. Đó, tăng tốc, các bạn thấy ốc chạy được nửa đường chưa, đúng không? Anh không bao giờ ăn gian, ốc đã đi qua vịt đỏ, ốc về đích rồi. Ốc về đích rồi, đấy là câu chuyện rùa và thỏ ngoài đời thật đó. Ờ, rùa và thỏ à. Về không đích rồi. Được rồi, ai à, được rồi, em chạy đi, nhưng mà chạy mấy lượt cơ mà. Chỉ cần anh chạm được vào người em này em xong đời. Ốc ốc xong đuổi được anh kìa. Mình nhưng trang không, bị thêm một nhưng quả. Nhưng không anh đã chạy qua chạy như điên lên. Bê Quý Thành ốc sắp đuổi được Bê Quý Thành rồi. Nhìn nè, gần nhau chưa nè. Ốc làm sao đuổi được anh vừa về đích rồi, anh chạy qua nào, rồi. Nào lên trên này xem, nào. Ốc đâu rồi? Ốc tự nhiên chậm thế. Mất tút nào, anh sắp đuổi được em kìa nào. À. Anh vượt qua em là em thua chắc luôn đâu ạ. Ôi, anh sắp đuổi em không? Vượt qua. À, Bê Quý Thành vượt qua mình mấy lần rồi á? Vượt qua. Anh chạy một phát 800.000 đấy rồi. Ốc bây giờ 200.000 thôi. Anh lại 1 triệu cái vương miện rồi. Vậy là trong trò chơi ngày hôm nay Bê Quý Thành đã là người chiến thắng rồi các bạn ạ. À. Anh chiến thắng trong lòng người hâm mộ các fan của Bê Quý Thành đúng không? Không. Mở qua này. Ui giời, được cả các con gì luôn, độc đáo đấy. Cái con đấy hình như không mạnh lắm đâu. Ờ, không mạnh luôn, không đủ trình luôn các bạn ạ. Chạy về xong mở mấy quả trứng cho các bạn xem là ai hên xui hơn. Đúng rồi. Nhưng mà game này hơi hút máu đấy. Ờ, không phải hút máu, trình độ anh cao đấy. Bê Quý Thành vào phát mua 500 Robux anh.
chơi? Từ từ book đấy. Ok. Rồi mở đi xem nào, em mở trước đi. Chưa, em chưa được mở. Thế thì anh mở trước. Ui sẽ được con gì đấy? Ui quả trứng rõ ngầu luôn các bạn ạ. Tèn ra con phè nguyên của quả đất. À con này sao? Con đấy còn gì, cái con bèn bèn nhất, cái con 59.95% quay được, nghĩa là ai cũng quay được. Quay con phèn nhất nè. Bây giờ đây. Ông là quay đây này. Đây. Ốc phèn nhất, ốc cứ gái đi. Phèn. Phèn 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 phèn. Vẫn ra con đấy. Đã bảo rồi phèn. Mình không được may mắn lắm các bạn ơi. Đây, anh sẽ mở hai quả trứng này trước khi kết thúc video ngày hôm nay, và các bạn đừng quên bấm nút like video, bấm đăng ký kênh nhá. Anh lại mở được con này. Anh mở tiếp quả trứng nữa, chỉ giá 500k vương miện. Ủa, được rồi đấy, xem có con nào xịn hơn không nhé các bạn. Đây, anh sẽ vào pet và equipbet. Ồ, có một con xịn hơn các bạn. Rồi, nói chung là bây giờ anh sở hữu 3 con, 2 con màu xanh và một bé Luffy cực kỳ cute mạnh nhất của đất ở đây. Và có lẽ bây giờ anh sẽ dừng video tại đây thôi. Và nếu các bạn thích bé cắt nắp của anh Bưu Thành thì bấm like video, bấm đăng ký kênh. Và bây giờ bye bye, hẹn gặp lại bạn miền sau. Bye bye.